Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với channel của thiết bị thí nghiệm công ty trách nhiệm mạng thiết bị học Khang Kiên. Hôm nay công ty chúng tôi xin phép được giới thiệu đến quý vị và các bạn một cái sản phẩm dùng để đo pH oxy tổng chất rắn hòa tan đó của hãng Aqualytic, model là AL15, được nhập khẩu và phân phối trực tiếp tại công ty trách nhiệm mạng thiết bị học Khang Kiên. Đây là sản phẩm chính của chúng ta sau khi được nhập khẩu về, thì bao gồm một cái máy chính này đó. Đây là cái máy chính của chúng ta, model là AL15 của hãng Aqualytic Đức. Thì đây là cái màn hình hiển thị này, đây là phím mở nguồn này, tắt giảm nguồn này, phím này là giữ giá trị này, phím này là dùng để đọc kết quả hoặc là mở chế độ mắc min này, phím này là chuyển các cái chế độ đo pH/mv này, này là chuyển cái thang đo. Đó, rất là thông minh, đo được pH, ORB, DO, CD và tổng chất rắn hòa tan, nhiệt độ. Và đây là cái điện cực, cái đầu dò DO của chúng ta này, của hãng Aqualytic này. Đây là cái đầu dò DO được cung cấp theo máy luôn. Máy này thì được cung cấp đầu dò DO này, đầu dò tổng chất rắn hòa tan này, MV này, điện dẫn này, đầu dò pH cũng như là đầu dò nhiệt độ. Máy này nó có cái khoảng đo nồng độ oxy là từ 0,0 đến 20mg/lít, oxy bão hòa là từ 0,0 đến 100%. Cái độ sai lệch nhiệt độ là cộng trừ 0,8 độ C. Đó, nhiệt độ sẽ hoạt động là từ 0 đến 50 độ C. Khoảng độ F là từ 23 đến 122 độ F. Và cái độ chính xác của pH là cộng trừ 0,02 pH. Nhiệt độ hoạt động là từ 0 đến 100 độ C. Đó. Có chế độ tự động bù nhiệt độ khi hiệu chuẩn này. Hiệu chuẩn thì tại 3 điểm 4, 7, 10. Rất là đơn giản. Thì cái máy này nó cũng khó dùng, thì quý vị và các bạn nếu có nhu cầu mua thì vui lòng truy cập website khangkien.com.vn hoặc là liên hệ hotline 0936 620 757. Khi mua thiết bị thì chúng tôi cung cấp đầy đủ các phụ kiện luôn, cũng như là chất chuẩn, cũng như là hướng dẫn quý vị và các bạn xài làm sao. Tại vì cái máy này để can thiệp vô calip hay cài đặt nó không có phím nào calip, so với các máy khác thì nó không có cái phím nào cả. Đó, để calip rồi chúng ta phải vô cái phần mềm chúng ta calip thì nó mới hoàn toàn chính xác được, còn chỉ bấm 00 thì xài nó không ok. Đó. Đây là cái điện cực đo gì đây, điện cực đo cái gì CD, tổng chất rắn hòa tan đấy, TDS đấy. Đó, đây là cái điện cực đo TDS này, rất ok. Máy của Đức thì khi mua thì được cung cấp cái điện cực dung dịch chuẩn 4710 này, cũng như là dung dịch châm đầu điện cực này, dung dịch kiểm chuẩn MV này. Đó, đầy đủ hết. Thì cái khoảng đo, nói thêm là cái khoảng đo độ dẫn của cái sản phẩm này là từ 0,0 đến 200 mm trên cm và 0 đến 2000 mm trên cm và 0,0 đến 20,00 mm. Đó, khoảng đo của TDS là từ 0 đến 1999 mg/lít, độ chính xác là cộng trừ 0,5%, MW V nhân MW cộng trừ 0,5%, feed đây là cái khoảng nhảy là 3 dB. Đó, khoảng đo nhiệt độ là từ 0 đến 60. Cái máy này nó sử dụng nguồn là pin, pin 4V, dễ thay thế lắm, có chân gá để này, đó, chúng ta có thể để được, và chúng ta có thể đi điện trường. Thì ngoài ra cung cấp cái máy này á, công ty Khang Kiên còn cung cấp tất cả các giải pháp về đầu điện cực, có thể thay thế được cho cái sản phẩm của Aqualytic, Hana hoặc là S-Tech. Đó, tất cả các máy nhìn thị trường. Thì nếu quý vị và các bạn có nhu cầu mua cái sản phẩm này, cũng như là các cái điện cực cho máy đo pH, DO, độ dẫn hoặc là những hack khác, thì vui lòng mà liên hệ hotline 0936 620757, có thể nhắn tin Zalo, Viber hoặc kết nối Facebook của chúng tôi. Facebook fanpage của Facebook là khangkien.com.vn. Đó quý vị, nếu thấy cái video này hay thì vui lòng share và đăng ký kênh của chúng tôi. Chúng tôi sẽ có nhiều cái video hướng dẫn sử dụng cho các thiết bị này. Rồi, xin cảm ơn quý vị và các bạn.